tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có ảnh hưởng đến việc học của bạn không? Tu luyện Đại Pháp không ảnh hưởng tới việc học tập của mình mà lại giúp ích rất nhiều. Trước đây mình không chú trọng tới việc học, nhưng từ khi bước vào tu luyện, hàng ngày mình đều tập 5 bài công pháp và đọc 9 bài giảng của sư phụ Lý Hồng Trí, đã giúp mình cải thiện về mặt sức khỏe lẫn tinh thần, dẫn đến nâng cao về mặt trí huệ, từ đó giúp mình học tập ngày càng tốt hơn nữa.